Xin chào tất cả các bạn và các anh em. Trên tay tôi đang cầm là một cái mẫu cần lua 4 khúc ha, kiểu du lịch. Các anh em hay gọi là cây cần trốn vợ của thương hiệu Queen, một cái thương hiệu về cần câu khá là nổi tiếng. Cây cần Worcester Game 834M. Cái chiều dài của nó là 2m49, 4 khúc, độ cứng là M. Cái mẫu này là mẫu cần lua, lua. Các bạn và các anh em, nếu mà ai mà câu cá chép hồ dịch vụ thì cây này cắn đánh thì phải nói là bao phê luôn nha các anh em. 2m49 nhưng trọng lượng của nó rất là nhẹ, chỉ có 122 gram thôi. Và cái mẫu này, cái mẫu cần này thì bên Ado Câu đã bán khá lâu rồi ha, nhưng nó cháy hàng, hết hàng cách đây 1 năm rồi, thì hôm nay nó lại về. Thì nhân tiện đây tôi review lại cho tất cả các bạn và các anh em. Thì cây cần nó có kèm theo một cái bao chống sóc như thế này, rất là gọn nha các anh em. Cái bao 4 ngăn ha, xếp lại có quai đeo luôn đó. Thì cái bao này nó may bên trong là một cái lớp mút 3 mm này, rồi rất là êm luôn, chống sóc luôn, cực chất. Thì tạm thời bỏ qua. Thì đây là cây cần 4 khúc, chiều dài là 2m49, thu gọn ha, chiều dài thu gọn của cây cần là 67 cm nha các anh em, rất là gọn ha, khá là gọn, 67 cm. Trọng lượng của cây cần chỉ có 122 gram thôi. Đây là cái khúc cán của cây cần, khúc cán của cây cần. Chất liệu và lan cần là chất liệu carbon toray, được phủ cái lớp sơn màu xanh kim tuyến nha các anh em, rất là đẹp. Và toàn bộ là được toàn bộ khúc cán là được phủ keo luôn. Cây cần của thương hiệu Queen, cây Water Game. Và đây là cái thông số của cây cần này, 834, là chiều dài của nó 29, 4 khúc, độ cứng là M. Tải mồi này, tải mồi lua thì từ 1/4 đến 3/4 oz, nghĩa là từ 7 cho đến 21 gram. Lin là từ 10 cho đến 16 lb. Và đây là cái lóng thứ hai ha, cái từ cái khoen D3 xuống phần dưới thì nó cũng được phủ một sơn sơn lớp sơn màu xanh kim tuyến và phủ keo ha, chất liệu carbon toray nha các anh em. Dàn khoen của cây cần là khoen Fuji Aconite chân ca, khoen Fuji Aconite chân ca. Từ cái khoen D3 trở lên tới cái lóng đọt, các anh em nhìn ha, carbon sắn quăng ngang và được phủ keo, không có phủ sơn mà phủ keo, các anh em nhìn đấy, rất là đẹp. Thì cái lóng thứ hai thì nó chỉ có một cái khoen D3 thôi nha các anh em. Và đây là cái lóng thứ ba. Cái lóng này bố trí ba cái khoen. Và đây là cái lóng đọt. Lóng đọt thì bố trí 1, 2, 3, 4, 5 cái khoen, kể cả khoen đầu bu. Đó. Cái đường kính đọt là 1.8 mm. Cái khoen đầu bu là khoen đầu bu chống xoắn. Thì cây cần này nó có tổng cộng là 9 khoen. 9 khoen. Đây là cái khớp nói của cây cần nha các em. Thì cái khớp nói của cây cần này là cái khớp nói kiểu giáp mí.
Khi ráp lại thì cái khớp nối nó vẫn hở ra tầm 1 phần đến 1 phần rưỡi. Đây các anh em ha, đây là khi ráp lại thành cây cần thẳng đét luôn, rất là đẹp luôn ha, cực kỳ chất lượng. Đó là cực kỳ nhẹ ha, chỉ có 122 gram. Đó, cây cần thẳng đét, độ cứng medium, độ cứng M hay còn gọi là độ cứng trung bình. Cây này có cái độ nảy phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Ngoài câu lua, các anh em nào mà câu cá chép hồ dịch vụ ha, thì đây là một cái mẫu cần đánh thì nó là bao phê luôn nha, bao phê luôn. Đánh chép hồ dịch vụ thì cây này kéo bao phê luôn các anh em ạ. Các anh em nhìn cái độ nảy đanh, cực kỳ đanh luôn ha, độ nảy cực kỳ nhanh luôn, thấy chưa, quá tuyệt vời. Với những cái mẫu cần của thương hiệu Kiwi, trong thời gian các anh em sử dụng nó không may nó bị gãy lóng, thì bên nhà phân phối ha đều có hỗ trợ bán lóng để thay thế nha các anh em. A Đồ Câu vừa review và giới thiệu đến tất cả các bạn và các anh em cây cần lua 4 khúc của thương hiệu Kiwi. Các bạn và các anh em quan tâm mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.